Trang Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là anh chuẩn bị cho một cuộc chiến với Liên minh Âu Châu trong vấn đề mà thay đổi về vấn đề của Bắc Ái Nhĩ Lan. Bản tin mới nhất cho biết chính quyền của Anh đã đơn phương giới thiệu một dự luật, trong đó sẽ là chấm dứt việc hậu về trao đổi mậu dịch và sau khi mà Brexit, tức là rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, với cái quy tắc mới với Á Nhĩ Lan, bất chấp một cái tiềm năng có thể sẽ có một cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Anh và Liên hiệp Âu Châu. London cho biết là họ đã có những cuộc đàm phán với lại Liên hiệp Âu Châu để cải tổ về cái bản nghị định của Bắc Á Nhĩ Lan, trong đó sẽ điều chỉnh về cái vấn đề mà quyền lợi của Anh và cái việc quản trị khu vực Bắc Á Nhĩ Lan, và không có được cái thỏa thuận này. Và bây giờ thì cái luật này sẽ có cái hiệu lực là sẽ phủ quyết toàn bộ tất cả những cái thỏa thuận mậu dịch giữa Anh và Liên hiệp Âu Châu, mặc dù rằng chính quyền của Anh nói chắc rằng là việc này không vi phạm vào luật lệ quốc tế. Người đã đứng đầu của Bắc Á Nhĩ Lan cho biết là cái nghị định này cần thiết là phải được thay đổi để có phù hợp với việc mà Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Tuy nhiên thì phía Liên hiệp Âu Châu cho biết là họ sẽ có những cái thái độ mới với phía Anh ngay sau khi mà Anh đưa ban hành dự luật này. Đây được xem là một trong những cái cuộc đụng độ mới nhất giữa Anh và phía Liên hiệp Âu Châu trong vấn đề trao đổi mậu dịch và tất cả những hàng hóa người di tản qua biên giới của Anh và Bắc Á Nhĩ Lan cũng như trong Liên hiệp Âu Châu. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới biến cố mới nhất tại Âu Châu. Trong khi đó thì Liên Hiệp Quốc thúc giục Iran là quay trở lại các cuộc đối thoại về nguyên tử ngay lập tức. Cơ quan IAEA, tức là cơ quan quản trị và giám sát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc, ngày Chủ nhật đã lên tiếng thúc giục chính quyền Iran là phải ngay lập tức trở lại các cuộc đối thoại để xóa đi những cơn khủng hoảng mà có thể dẫn tới những điều khó khăn hơn và nhập đồng thời cứu lại cái hiệp ước nguyên tử năm 2015. Iran trong tuần này gần như đã cắt bỏ tất cả những cái camera, tức là những cái video của các thanh sát viên quốc tế dùng để mà quan sát tất cả những hoạt động nguyên tử của quốc gia này, để đối phó lại với cái nghị quyết mà khối Tây Phương đã thông qua ngày 8 tây tháng 6 với lại cơ quan Liên Hiệp Quốc lên án của Tehran đã thiếu tinh thần hợp tác. Và 27 cái camera này đã bị xóa bỏ bởi chính quyền của Iran theo tường trình của giám đốc cơ quan IAEA là Rafael Grossi đã đưa ra trong một bản nói chuyện với đài truyền hình CNN và kêu gọi là đây là một biến chuyển khá nghiêm trọng. Lịch sử gần đây cho chúng tôi biết là cần phải không có một cái điều nào tốt khi mà bắt đầu các cái cuộc thanh sát của quốc tế và họ kêu chúng tôi trở về nhà. Hiệp ước năm 2015 được biết với cái tên là JCPOA, trong đó là cho phép Iran được làm giàu chất uranium trong giới hạn và đổi lại, Iran cam kết sẽ không phát triển vào vấn đề quân sự. Tuy nhiên, năm 2018 thì cựu Tổng thống Trump đã rút ra khỏi cái hiệp ước này và cho rằng phía Iran đã vi phạm vào hiệp ước này và ban lệnh cấm vận toàn diện đối với Iran trong cuộc đối thoại vào tháng 3 năm ngoái để khởi động lại cái hiệp ước này. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn gặp bế tắc và phía Iran vẫn tiếp tục làm giàu chất uranium, và với không có cái hệ thống giám sát của camera, ông Grossi cho biết là cái cơ quan của ông đã không thể nào có thể tuyên bố được là chương trình nguyên tử của Iran có thể phát triển trong hòa bình hay không, giữa lúc mà Iran vẫn đoan chắc rằng họ phát triển cái chương trình nguyên tử của họ trong hòa bình, trong khi phía Do Thái cáo buộc Iran đã có đầy đủ tất cả những cái chất uranium, tức là chất phóng xạ để chế tạo một tế bào nguyên tử. Và nếu như phía Iran nối kết lại các camera trong vài tháng tới thì ông cho rằng là vẫn còn có cơ hội để có thể đạt tới một thỏa thuận về nguyên tử giữa Iran và các cường quốc trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Iran và của quốc tế. Trong khi đó thì lãnh đạo NATO cho biết là Thổ Nhĩ Kỳ đã có mối quan tâm chính đáng trong vấn đề khủng bố liên quan tới việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập vào Liên minh NATO. Tin từ Helsinki, Tổng thư ký Liên minh NATO là ông Jens Stoltenberg trong ngày Chủ nhật cho biết
Thổ Nhĩ Kỳ có một cái quan tâm chính đáng trong vấn đề khủng bố và một số vấn đề khác cần phải được đón nhận một cách nghiêm túc. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Phần Lan và Thụy Điển là đã ủng hộ cho lực lượng dân quân người Kurd và nói rằng họ sẽ không để cho hai quốc gia này gia nhập vào Liên minh NATO cho tới khi nào hai quốc gia này thay đổi chính sách của họ. Phát biểu để tham gia vào cuộc họp báo chung với lại Tổng thống của Phần Lan là Sauli Niinistö và ông Stoltenberg cho biết rằng là không có một đồng minh NATO nào bị tổn thương khi mà hơn Thổ Nhĩ Kỳ khi mà bị tấn công bằng khủng bố, và chỉ ra cho thấy cái chiến lược để có thể giúp cho hai quốc gia này có thể giúp có thể thương thảo với phía Thổ Nhĩ Kỳ giữa lúc một quốc gia như là Thổ Nhĩ Kỳ là cái quốc gia có đường biên giới trực tiếp với là Iraq và Syria. Điều mà đây là một cái qua lo ngại chính đáng và nó liên quan tới vấn đề khủng bố, liên quan tới vấn đề xuất cảng vũ khí, và chúng tôi sẽ có đặt cái vấn đề về lo ngại về an ninh cho tất cả các đồng minh, bao gồm luôn sự lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về nhóm khủng bố có tên là PKK. Ông nói với lại Tổng thống Phần Lan trong cái mùa hè năm nay ở tại Phần Lan. Trong khi đó thì sau nhiều năm giữ thái độ trung lập thì cả hai quốc gia Phần Lan và Thụy Điển đã quyết định gia nhập vào Liên minh NATO, tức là hủy bỏ cái tinh thần trung lập của họ sau khi mà Nga xu quân xâm chiếm Ukraine. Tuy nhiên thì việc gia nhập này đã bị trở ngại bởi ông Tayyip Erdogan, tức là Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, và ông Tayyip Erdogan nói rằng sẽ phải có sự quyết định và thay đổi chính sách của hai quốc gia này trước khi mà Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý cho phép họ gia nhập vào Liên minh NATO. Bởi vì theo quy tắc của Liên minh NATO, phải có sự đồng ý của 30 quốc gia thành viên thì hai quốc gia kia mới được gia nhập. Còn có một thành viên phản đối thì vẫn phải tiếp tục thương thảo cho tới khi nào đạt được cái kết quả để mà đến cái việc mà gọi là gia nhập vào Liên minh NATO. Đây được xem là sự bế tắc của NATO khi giải quyết cái sự bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Phần Lan và Thụy Điển. Phần Lan và Thụy Điển đã từng ban lệnh cấm bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đã chứa và cho tị nạn những người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ xem thành phần dân quân này là lực lượng khủng bố ở quốc gia họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã lên tiếng móc lò điện Kremlin trong việc mà dập tắt tiếng nói đối lập khi mà thực hiện cái ngày gọi là ngày của người nước Nga. Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Antony Blinken ngày Chủ nhật đã lên tiếng kêu gọi ông Vladimir Putin là một kẻ phá hủy cái nền hòa bình và đoàn kết của thế giới trong cái ngày gọi là ngày của nước Nga. Trong đó chúc mừng cho việc mà Liên bang Xô Viết đã sụp đổ và quốc gia này bắt đầu bước vào một xã hội dân chủ. Ông Blinken nói về cuộc chiến của Ukraine và Kremlin đã tìm cách dập tắt tiếng nói của người dân họ, những người mà đáng lý họ phải được sống trong cái quyền tự do phát biểu và quyền con người, tuy nhiên đã bị bức hại bởi điện Kremlin bởi vì cuộc chiến tại Ukraine. Có rất nhiều công dân Nga đã bị giam và về các tội khi họ nói ra sự thật về quyền lực và những hành động của chính phủ. Ông Blinken đã đưa ra bản statement và việc bức hại này đang diễn ra và Kremlin vẫn tiếp tục gia tăng sự đàn áp với những tiếng nói đối lập giữa lúc một quốc gia này lại chúc mừng cho quốc gia họ thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản và bước vào một nền dân chủ. Chính quyền Nga đã có những cái hành động bắt giữ công dân của họ một cách đen tối và tiếp tục có những cái hành động chống lại người dân ở Ukraine. Đó là lời phát biểu của ông Antony Blinken. Nga đã xâm lấn Ukraine ngày 24 tây tháng 2 và vẫn tiếp tục cuộc tấn công trên 100 ngày qua. Trong khi đó thì hôm qua Chủ nhật lại là ngày đánh dấu mà nước Nga đã sụp đổ hoàn toàn cái thể chế cộng sản vào ngày 12 tháng 6 năm 1990. Lúc đó thì dưới thời của ông Mikhail Gorbachev và đã tuyên bố nước Nga sẽ hủy bỏ chế độ cộng sản và bước qua một xã hội dân chủ. Và điều này đã khiến cho toàn bộ khối cộng sản tại Đông Âu đã sụp đổ. Và ngày hôm nay thì người Nga ăn mừng cho việc sụp đổ chế độ cộng sản. Tuy nhiên thì chính phủ Hoa Kỳ và ông Antony Blinken vẫn lên án và cho rằng ông Putin đã không hiểu được cái xã hội dân chủ như thế nào khi mà vẫn tiếp tục ăn mừng ngày của nước Nga trong lúc mà ông ta đang có một thái độ độc quyền. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và của Hoa Kỳ. Cùng một lượt trong ngày hôm qua, Nga cho biết họ đã phá hủy được một hệ thống xe chở vũ khí của Âu Châu và của Hoa Kỳ ở phía đông của Ukraine. Bộ Quốc phòng của Nga trong ngày thứ hai cho biết là các hỏa tiễn của họ đã phá hủy được một số lượng lớn về vũ khí và các dụng cụ quân sự ở khu vực Donbass phía đông của Ukraine, bao gồm luôn những loại vũ khí mà do Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu cung cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng của Nga cho biết rằng các hỏa tiễn của họ từ trên không đã bắn trúng vào một cái đường rầy xe lửa và bắn trúng vào các cái dụng cụ này trong lúc mà đang chuyển những vũ khí này
cho lực lượng của Ukraine chống trả quân đội Nga ở ngay khu vực Donbass. Đây là một trong những cái thông báo mới nhất từ phía Nga. Tuy nhiên, bản thông báo này vẫn chưa được xác nhận chính thức bởi hãng thông tấn Reuters và hãng thông tấn AP. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và của Ukraine. Liên quan tới Nga, Putin sẽ gặp gỡ với các công ty ngoại quốc ở tại St. Petersburg. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Nga Putin vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc gặp gỡ với tất cả các lãnh đạo những công ty ngoại quốc ở thành phố St. Petersburg trong cái diễn đàn gọi là International Economic Forums. Đây được xem là một cái diễn đàn về kinh tế ở tại St. Petersburg. Tuy nhiên thì không biết rằng sẽ có những công ty nào đến tham dự phiên họp này. Tôi không có ra lệnh cho tất cả những cái việc khác. Tuy nhiên tôi đã thông báo cho tất cả các đại sứ ở khắp nơi và tôi sẽ không loan báo bất cứ một điều gì. Hiện nay phát ngôn viên của phía phủ tổng thống của ông Putin đã nói với lại hãng thông tấn Intatak, chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có ít và không có nhiều những lãnh đạo các công ty ngoại quốc có mặt ở tại St. Petersburg. Đây là một cái diễn đàn thường niên mà Nga tổ chức nhằm thúc đẩy kinh tế ở tại nước Nga. Tuy nhiên sau khi mà Nga xâm lăng Ukraine vào tháng 2, nhiều công ty đã tuyên bố ngưng lại các dịch vụ và hoạt động của họ tại nước Nga, một phần đáp ứng theo lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu, một phần khác là phản đối việc Nga xâm lăng Ukraine, và gần như các thế giới ngoại giao của thế giới đã bắt đầu bị áp lực và kêu gọi tất cả các cái công ty của họ chống lại cái chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bắt đầu từ ngày 24 tây tháng 2. Và tổng thống của Ukraine là ông Zelensky trên lời tuyên bố nói rằng ông không hy vọng là các lãnh đạo của những công ty này sẽ có mặt ở tại St. Petersburg. Trong khi đó thì phía Nga tuyên bố vẫn duy trì cái diễn đàn về kinh tế này bất kể sự phản đối của cộng đồng quốc tế, và nhiều công ty sẽ không tham gia vào trong cái lời kêu gọi của ông Putin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của chiến sự Nga và của Ukraine cũng như những câu chuyện xung quanh Âu Châu. Bước qua phần Á Châu ngày hôm nay, dù bị chỉ trích nặng nề về vấn đề của Trung Quốc, thì người lãnh đạo cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã tuyên bố là bà ta sẽ không tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai. Sau khi bị chỉ trích nặng nề vì thái độ được xem là ỡm ờ trong vấn đề mà hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, bà Michelle Bachelet đã lên tiếng vào ngày thứ hai là bà ta sẽ không tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai, một loan báo được xem là bất ngờ giữa lúc mà đang có một cái cuộc tranh cãi gay gắt tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có trụ sở đặt tại Geneva. Bà Bachelet đã có một chuyến tới Trung Quốc vào tháng trước, trong đó bà đã bị chỉ trích bởi các nhóm hoạt động cho nhân quyền, bao gồm luôn cả một số quốc gia Tây Phương, trong đó có cả Hoa Kỳ, nói rằng việc mà thăm viếng thăm này là một kịch bản dàn dựng sẵn của nhà nước Cộng sản Trung Quốc và không có một cái dấu hiệu nào cho thấy là sẽ điều tra được và biết được những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Và trong cái nhiệm kỳ của tôi ở tại cái cao ủy nhân quyền Liên Quốc gần kề, và hội đồng này vẫn tiếp tục có những cái hoạt động và tôi sẽ không tranh cử thêm và tôi sẽ không ra thêm nhiệm kỳ thứ hai. Một số nhà ngoại giao cho biết là bà Bachelet vốn là cựu tổng thống của Chile, người đã làm việc rất thân cận với lại ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres, sẽ tiếp tục ở cho tới khi mà cái nhiệm kỳ của bà sẽ hết vào cuối năm nay. Tuy nhiên nhiều lời kêu gọi bà phải từ chức sau khi mà bà ta đã trì hoãn cái bản báo cáo về nhân quyền của Trung Quốc, đặc biệt là chuyến viếng thăm 6 ngày của bà tại Trung Quốc được mô tả là một kịch bản dàn dựng của nhà nước Cộng sản Trung Quốc nhằm để che đậy tất cả những vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, nơi có trên 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam và bị cưỡng bức lao động tại đây. Phía Trung Quốc thì bác bỏ tất cả những điều này. Tuy nhiên, sau chuyến trở về của bà Michelle Bachelet thì cho tới giờ phút này, bà vẫn chưa có một bản báo cáo về nhân quyền và bà ta cũng không cho biết là khi nào bà ta sẽ công bố về bản báo cáo nhân quyền trong năm nay của Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là việc xảy ra ở Tân Cương, và bà cũng không tiết lộ nhiều về cái chuyến của bà tới Trung Quốc 6 ngày, trong đó có viếng thăm Tân Cương. Bà chỉ mô tả đây là một chuyến viếng thăm, chứ không phải là một cuộc điều tra của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong là phía của Nhật Bản, tức là ông Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản tuyên bố là Nhật Bản sẽ tăng cường cái khả năng quốc phòng và quân sự của họ để răn đe và trừng phạt những quốc gia nào vi phạm luật quốc tế. Một lời rất là đánh thép được đưa ra vào cuối tuần qua ở Shangri-La.
Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản lên tiếng cam kết vào ngày thứ Bảy là sẽ tăng cường cái khả năng quân sự của nước Nhật và gia tăng hợp tác với các đồng minh bao gồm cả Hoa Kỳ, và nói rằng Nhật Bản sẵn sàng đứng ở tiền tuyến để trừng trị tất cả những quốc gia nào mà có hành động được xem là vi phạm luật quốc tế. Phát biểu tại hội nghị Shangri-La, hội nghị quốc phòng ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản là ông Nobuo Kishi nói rằng Nhật Bản đang đứng ở trước mặt trận tiền tuyến và đang có sự cạnh tranh với những quốc gia về quốc phòng, và trong đó phải tôn trọng cái luật quốc tế và cần phải có cái sự hợp tác với các quốc gia đối tác và đồng minh. Trong hiện tại, nước Nhật không những là đang bị vây bởi một số những quốc gia mà được xem là có cái khả năng vũ khí và quân sự cao đe dọa, và chúng tôi sẵn sàng sẽ tăng cường cái khả năng quốc phòng và khả năng quân sự của chúng tôi để răn đe bất kể một quốc gia nào. Và mỗi một năm chúng tôi vẫn tiếp tục có những cái cuộc đối đầu với họ và có sự đồng ý đối với họ. Tuy không nhắc tới tên Trung Quốc nhưng tất cả ngôn ngữ của ông Kishi đều nhắc tới cái việc mà Nhật Bản đã có những căng thẳng với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp biển đảo. Ông Kishi cho biết là việc mà Nga có hành động quân sự tại Ukraine, và trong đó đặc biệt là khu vực ở phía Viễn Đông và khu vực Á Châu Thái Bình Dương, Trung Quốc vẫn tiếp tục là một quốc gia có cái thái độ khá nguy hiểm và đang tìm cách thay đổi hiện trạng ở Đông Nam Á lẫn ở khu vực Đông Bắc Á, và việc tham gia vào các cái hoạt động quân sự giữa hai lực lượng quân sự quyền lực trong vài tháng tới, ông muốn mô tả là Hoa Kỳ và Trung Quốc, là trong đó có thể sẽ thay đổi hiện trạng của Đài Loan, một điều mà phía Nhật Bản nói rằng sẽ ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng giữa lúc mà Bắc Kinh đang gia tăng sự hiện diện quân sự của họ tại đây. Ông Kishi nói rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục dành những cần thiết về ngân sách quốc phòng và sẽ tiếp tục gia tăng khả năng quân sự. Trước đó thì Thủ tướng của Nhật Bản là ông Fumio Kishida cũng cho biết là sẽ có một cái ngân sách tăng khoảng 2% trong tổng số GDP của Nhật Bản trong cái ngân sách quốc phòng kéo dài 5 năm tới để tiếp tục hỗ trợ cho cái lực lượng quốc phòng của Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên minh với phía Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ đặt cái nền tảng cho hòa bình và sự thịnh vượng của cái tuyến đường Indo-Pacific, và chúng tôi sẽ gia tăng việc kiềm chế đối với những hành động đe dọa. Ông Kishi đã đưa ra lời phát biểu ngay tại hội nghị Shangri-La. Ông Kishi đồng thời cũng đã gặp gỡ bên lề với lại Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc là Ngụy Phụng Hà ở bên lề của cái hội nghị này, và trong đó ông gia tăng nhiều mối lo ngại về việc mà hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đã thực hiện các cái cuộc tập trận gần các đảo quốc của Nhật Bản và thúc giục phía Trung Quốc là phải tự chế trong vấn đề mà thay đổi hiện trạng ở khu vực phía đông của bờ biển Trung Quốc, nơi mà Nhật Bản đang kiểm soát khu vực ở cái quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư. Đôi bên đang có sự tranh chấp chủ quyền tại đây. Trong cuộc gặp gỡ này thì ông Kishi đã tái nhắc lại an ninh của Đài Loan là điều quan trọng với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, và đồng thời đôi bên đồng ý sẽ tiếp tục có những cuộc đối thoại về quốc phòng theo tường trình của phía Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết. Việc gia tăng tất cả hoạt động quân sự của Trung Quốc ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương đang là mối lo ngại lớn của Tokyo, đặc biệt là mảnh đất Đài Loan, tức là cái quốc gia láng giềng nằm kế bên Nhật Bản gần ở Okinawa đang bị đe dọa bởi Trung Quốc. Ít nhất là đã có 8 chiếc tàu khu trục hạm của Trung Quốc cùng với chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đã băng qua cái bờ biển của Nhật Bản trong tháng này, trong tháng 5, và trong đó thì Trung Quốc đã có cuộc tập trận gần bờ biển Okinawa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Trung Quốc đã phá vỡ sự đông lạnh ngoại giao sau khi mà có một cái sáng kiến về các bộ trưởng quốc phòng đã gặp gỡ và nói chuyện với lại phía Úc. Trung Quốc đã phá vỡ tất cả những sự đông lạnh về ngoại giao với Úc sau khi mà ông Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc là Ngụy Phụng Hòa sẽ đã tiếp đón một phó thủ tướng của Úc cũng như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc Richard Marsh trong một buổi ăn tối. Ông Marsh nói rằng cuộc gặp gỡ này diễn ra tại Singapore bên lề của hội nghị quốc phòng Shangri-La và diễn ra và chấm dứt vào ngày Chủ nhật. Trong đó thì ông lên tiếng đón chào và một cái phía Ngụy Phụng Hòa đã lên tiếng gọi là đón chào cái tân chính quyền của ông Anthony Albanese, và trong đó hy vọng rằng đôi bên sẽ tháo gỡ tất cả những sự đối đầu ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. 3 năm trong vấn đề mà Bộ Quốc phòng chúng ta chưa gặp gỡ, và đây là lần đầu tiên và cuộc gặp gỡ này khá quan trọng, và chúng tôi đón chào tân chính quyền của Úc. Đó là lời phát biểu của Ngụy Phụng Hòa. Trong khi đó thì ông Morris là tân Bộ trưởng Quốc phòng của Úc thì đã lên tiếng và nói rằng đây là cơ hội để có thể có những cái hoạt động giao hữu và có những cái việc mà lo ngại về những cái, chúng tôi nhắc lại những cái lo ngại của chúng tôi với phía Trung Quốc, bao gồm luôn việc
mà phía chiến đấu cơ của Trung Quốc đã đe dọa tới chiếc trinh sát cơ PS của Úc vào ngày 26 tây tháng 5. Trong đó là Úc rất là quan tâm tới vấn đề của Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt lo ngại về việc mà các hoạt động thiếu và gọi là thiếu chuyên môn của lực lượng quân sự PLA. Trước đó thì ông đã nhắc lại cái sự kiện mà phía của Trung Quốc đã có hành động đe dọa tới cái trinh sát cơ của Úc ở trên Biển Đông. Cùng một lượt thì ông Malesh đã lên tiếng cho biết rằng là ông đã gặp gỡ với lại Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Lloyd Austin bên lề của hội nghị này, và đây là thời gian mà phải mở ra các đường hướng để đối thoại. Đó là lời phát biểu của ông. Sau khi Đảng Lao động thắng cử tại Úc thì dường như Úc đã bắt đầu có những cái thái độ khác và trở nên mềm dẻo hơn đối với Trung Quốc, và cuộc gặp gỡ này được xem là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa giới quốc phòng Úc và của Trung Quốc sau 3 năm đôi bên bị căng thẳng về ngoại giao và những xung đột về vấn đề của Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Cùng một lượt, trong ngày hôm nay, Đài Loan đe dọa sẽ có hành động ở tại Tổ chức Mậu dịch Thế giới sau khi Trung Quốc vẫn tiếp tục ngăn chặn việc mà nhập cảng các loại cá của Đài Loan vào thị trường của Trung Quốc. Chính quyền Đài Loan đe dọa là sẽ đưa Bắc Kinh ra trước Tổ chức Mậu dịch Thế giới vào ngày thứ Bảy sau khi Trung Quốc đã ngưng lại việc nhập cảng cá từ đảo quốc này và nói rằng họ ngăn cấm những cái loại gọi là hóa chất nằm và cũng như là nông sản từ phía của Đài Loan do các yếu tố về an toàn sức khỏe công cộng. Năm ngoái thì phía Trung Quốc đã ngưng lại việc nhập cảng các loại khóm, các loại mía và kể cả một số những cái loại táo từ phía Đài Loan và nói rằng họ nghi ngờ có cái virus và đây là điều nhân danh của Trung Quốc. Quan hệ giữa đôi bên đã trở nên căng thẳng hơn kể từ khi bà Thái Anh Văn trở thành tổng thống của Đài Loan và tuyên bố Đài Loan là một đảo quốc độc lập. Ngay sau đó, Bắc Kinh đã giở trò dơ bẩn là tìm cách gọi là ngăn cản các cái mặt hàng nhập cảng từ Đài Loan với những danh nghĩa được xem là an toàn công cộng. Và việc này dẫn tới việc mà mới đây nhất là phía Trung Quốc đã ra lệnh là không nhập cảng cá từ phía Đài Loan và chỉ ra cho thấy là có một cái hợp chất gọi là thủy ngân cao ở trong cái thịt cá dọc phía Đài Loan xuất cảng qua phía Trung Quốc. Điều này đã dẫn đến việc Đài Loan đe dọa là sẽ khởi kiện Trung Quốc ở Tổ chức Mậu dịch Thế giới về việc Bắc Kinh đã sử dụng tất cả những cái biện pháp cấm nhập cảng để mà có thể trừng phạt Đài Loan về vấn đề chính trị, và đây được xem là một cái động cơ chính trị từ phía Bắc Kinh. Trong khi đó thì một trong những bộ trưởng nông nghiệp của Đài Loan là Chen Jichun đã bác bỏ tất cả những cái lời cáo buộc của phía Trung Quốc và cho rằng Bắc Kinh đã có hành động có động cơ về chính trị và quân sự khi tìm cách ngăn cản tất cả những mặt hàng nông sản của Đài Loan xuất cảng qua Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái cuộc đối đầu chính thức của Đài Loan và của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, trong bài diễn văn ở hội nghị quốc phòng Shangri-La vào cuối tuần qua, người đặc biệt được mời phát biểu trong cái hội nghị này là tổng thống của Ukraine, ông Zelensky. Và trong cái lời phát biểu của ông Zelensky đã lên tiếng và nói rằng thế giới cần phải giúp Đài Loan trước cái tiềm năng đe dọa của Trung Quốc, và ông nói rằng Ukraine là một thí dụ điển hình. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky trong ngày thứ Bảy đã lên tiếng kêu gọi cả thế giới là phải có những cái hành động cần thiết để đối phó với việc mà Trung Quốc có thể xâm lăng Đài Loan. Trong một cái cuộc phát biểu ở trên cái hội nghị quốc phòng Shangri-La qua màn hình video, ông Zelensky đã trả lời các phóng viên, trong đó là ông nhắc lại Đài Loan cần phải có một cái thái độ mạnh mẽ hơn trước sự đe dọa của Trung Quốc, và giữa lúc mà Trung Quốc đã nói rằng sẽ sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực, ông Zelensky đã lên tiếng và nói rằng Ukraine là một bài học cho cả thế giới thấy rõ về việc đối phó với cuộc chiến xảy ra. Tuy không nhắc tới Tập Cận Bình, nhưng ông Zelensky nói rằng là cần phải có sự đoàn kết của các lãnh đạo trên thế giới để tiếp tục ngăn chặn những tên lãnh đạo mà có cái tham vọng bành trướng và có cái tham vọng đổ bộ. Trong đó ông không nhắc tới tên của Tập Cận Bình và đồng thời lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế là tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan trước sự đe dọa từ bên ngoài. Ông nói rằng nếu như mà các đường hướng ngoại giao không còn sử dụng được, chúng ta cần phải tiếp tục duy trì các đường hướng ngoại giao, và khi mà thái độ thù địch bắt đầu thì lúc đó cuộc chiến cũng sẽ bắt đầu. Và ông chỉ ra cho thấy là hàng triệu người tị nạn ở Ukraine là một minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine. Nó sẽ ảnh hưởng tới những quốc gia khác chứ không phải là chuyện riêng tư của Ukraine hay của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên vị tổng thống của Ukraine đã lên tiếng công khai kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay.
Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì một tư lệnh của Hoa Kỳ đã lên tiếng và lo ngại về việc Trung Quốc đang xây dựng những hạ tầng cơ sở dọc theo biên giới của Ấn Độ, và ông xem đây là một hành động được xem là báo động. Một tư lệnh chỉ huy về Á Châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là tướng Charles Flynn đã lên tiếng gia tăng sự lo ngại về việc Cộng sản Trung Quốc đang tiếp tục xây dựng những hạ tầng cơ sở ở khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong lúc mà ông đang viếng thăm Ấn Độ. Tôi tin rằng các hoạt động này, mọi cặp mắt đều nhìn vào cái hạ tầng cơ sở được tạo ra bởi lực lượng bộ chỉ huy phía Tây của Trung Quốc, và đây là một điều báo động. Ông Flynn đã nói với tất cả các thông tin viên ở tại New Delhi trong lúc mà ông đang nói chuyện với lại Tổng tham mưu trưởng của Ấn Độ là tư lệnh có tên là Manoj Pandey vào ngày 8 Tây tháng 6. Chúng ta cần phải biết rõ và hỏi tại sao Trung Quốc lại có những cái việc mà xây dựng những hạ tầng cơ sở này, có phải họ đang muốn thống trị ở nhiều nơi? Ấn Độ và Trung Quốc đã có một cuộc đối đầu gay gắt vào năm 2020 ở khu vực biên giới, nơi mà Ấn Độ đã nói rằng họ có 20 binh sĩ đã bị thiệt mạng trong cuộc đối đầu này. Ngay sau đó thì đôi bên đã có nhiều cuộc đối thoại quốc phòng để mà có thể giảm đi tình trạng căng thẳng ở biên giới. Tuy nhiên, các cuộc đối thoại này đã bị bế tắc và Ấn Độ đã ngay lập tức đã ngưng lại tất cả những cái và giới hạn tất cả những cái hoạt động thương mại của Trung Quốc ở tại Ấn Độ, đặc biệt là kỹ nghệ kỹ thuật. 59 công ty kỹ thuật và trang app của Trung Quốc đã bị ngăn cấm tại Ấn Độ, bao gồm luôn cả cái trang nổi tiếng là TikTok. Trong khi đó thì BLA vẫn tiếp tục xây dựng một số những hạ tầng cơ sở ở dọc theo bờ sông mà có cái đường biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, và điều này đã gây lo ngại cho tướng Flynn, và tướng Flynn là người đang viếng thăm Ấn Độ trong cái tinh thần hợp tác của nhóm The Quad, tức là bộ tứ kim cương gồm có Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới khu vực Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, một bài nhận định mới nhất của hãng thông tấn Bloomberg cho biết Trung Quốc đã chính thức qua mặt Hoa Kỳ thống trị Âu Châu trong cuộc thăm dò mới nhất. Trong một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Trung Quốc đã qua mặt Hoa Kỳ trở thành quốc gia thống trị tất cả những giới trẻ tại Âu Châu. Và cuộc thăm dò này công bố vào ngày thứ hai. Cuộc thăm dò này được thực hiện bởi Ishikowitz Family Foundation cho thấy 76% trong tổng số 4.507 người trẻ ở Phi Châu trên 15 quốc gia đều nói rằng Trung Quốc là cái quốc gia ngoại quốc quyền lực và có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của họ, so với 72% của Hoa Kỳ, tức là đối với Hoa Kỳ chỉ có 72%, đối với Trung Quốc là 76% của năm 2020. Và trong đó, các cái người được thăm dò là tuổi từ 18 tới 24 và 83% nói rằng ảnh hưởng của Hoa Kỳ tích cực hơn so với Trung Quốc là 79% so với những lứa tuổi lớn hơn. Đây là cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Trung Quốc đã tăng cường tầm ảnh hưởng của họ tại khu vực Phi Châu. Trong đó, Trung Quốc đầu tư rất nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giải trí, bao gồm cả việc xây cất, khai thác khoáng mỏ. Đồng thời là Trung Quốc đã bắt đầu cho thuê mướn một số vùng đất ở Phi Châu để mà trồng tất cả những cái trái cây về nông nghiệp. Đây được xem là sự ảnh hưởng khá mạnh của Trung Quốc ở tại Phi Châu lần đầu tiên qua mặt Hoa Kỳ. Trước đây thì khu vực này, mặc dù là Hoa Kỳ ít có quan tâm tới, nhưng tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ được xem là lớn nhất tại Phi Châu. Giờ đây thì Trung Quốc đã qua mặt Hoa Kỳ và gần như thống trị về cái giới trẻ của Phi Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng thì cũng liên quan tới Á Châu, Bắc Hàn lại tình nghi là bắn thử trọng pháo theo tường trình của phía Nam Hàn. Bắc Hàn đã bắn hàng loạt các cái trọng pháo vào trong cuối tuần qua, theo giới quân sự của Nam Hàn cho biết, một ngày sau khi mà ông Kim Jong-un cam kết là ông ta sẽ sử dụng tất cả các quyền lực để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Lực lượng quân sự của Nam Hàn cho biết, họ đã nhìn thấy một số những cái điểm sáng nằm ở khu vực phía Bắc Hàn, và trong đó họ tình nghi là Bắc Hàn đã bắn thử các trọng pháo của họ. Ít nhất là Tổng tham mưu trưởng của Nam Hàn đã lên tiếng vào ngày Chủ nhật. Việc tình nghi này diễn ra vào lúc 8:07 sáng cho tới 11:03 sáng ngày Chủ nhật, theo tường trình của phía Bộ Tư lệnh của Nam Hàn. Và trong đó họ nghi ngờ là Bắc Hàn đã bắn rất nhiều những cái trọng pháo của họ, tạo ra những điểm sáng ở trên bầu trời. Sau khi mà họ chụp được một số hình này và phân tích và cho thấy rằng Bắc Hàn có thể đang có những cái hoạt động và thử tất cả các loại vũ khí của họ, bao gồm vũ khí về hỏa tiễn đạn đạo cũng như là các trọng pháo của họ, giữa lúc mà Hoa Kỳ và Nam Hàn
đang có những cái cuộc tập trận và phô trương cái sức mạnh quân sự ở gần bờ biển của Bắc Hàn. Đây được xem là một trong những cái cuộc căng thẳng mới nhất sau khi mà ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo của Bắc Hàn, tuyên bố là ông ta sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng tất cả sức mạnh quân đội vũ trang của lực lượng Bắc Hàn. Đó là một trong những lời tuyên bố khá mạnh của ông Kim Jong-un. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ đã lên tiếng và kêu gọi Bắc Hàn quay trở lại các cuộc đối thoại về nguyên tử. Phía Bắc Hàn đã từ chối và theo phía Nam Hàn cho biết trong vòng từ đầu năm tới bây giờ, đường dây nóng giữa đôi bên đã không thể liên lạc được và phía Nam Hàn đã không thể liên lạc được với phía Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ bước qua phần đọc comment và thảo luận. Tuy nhiên trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong được cảm ơn những người bạn đã hỗ trợ cho cái cuốn phim Cạn Dầu được trình chiếu vào ngày mai tại thành phố Garden Grove. Trong đó thì thứ nhất là cảm ơn Lộc của việc Sky TV với cái tiệm là Mua Gì Đây Ta. Thứ hai là Thiên Long Sơn của anh Ngô Tuấn Kiệt. Thứ ba là Luraco của anh Thành ở tại Dallas, một công ty sản xuất ghế massage. Thứ tư là Hitech Dental Care của nha sĩ Sandra Hằng Võ. Thứ năm là Trung tâm Y tế của bác sĩ Michael Đào. Thứ sáu là California West Solution của anh David Dương. Thứ bảy là Bonsaro, một cái chung cư sang trọng mới của anh Bắc ở trên đường Bonsa. Và thứ tám là KDHL TV của Hải Lê và Kiều Diễm. Cảm ơn tất cả những người bạn, những người em và những thân hữu của TNB Channel đã hỗ trợ để cuốn phim này được ra mắt vào ngày mai. Và đó là cái lời cảm ơn của Phong. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment nha. Lướt lại những cái lời chào hỏi đi. Ok, Trung Quốc tuyên bố sẽ ngăn chặn Đài Loan dân chủ, như vậy Trung Quốc sẽ đối đầu với Hoa Kỳ bằng quân sự nếu Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan. Thì trên nguyên tắc, Ngụy Phụng Hòa và phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tuyên bố như vậy. Họ nói rằng họ sẽ chiến đấu tới cùng để mà ngăn cản Đài Loan độc lập. Thì cái lời này là tuyên bố ngày hôm qua của Ngụy Phụng Hòa sau khi mà kết thúc cái hội nghị quốc phòng Sarila kéo dài 3 ngày nha. Việc Trung Quốc tuyên bố là một lẽ, nhưng mà chúng ta vẫn xem hành động thực tế đã. Tập trận đe dọa xâm nhập vùng nhận dạng phòng không chỉ là những cái vỏ bề ngoài thôi. Trung Quốc có dám tấn công Đài Loan hay không? Đó là chuyện đáng nói tới nha. Rồi tiếp tục, muốn có hòa bình phải sửa soạn chiến tranh. Iran làm uranium cho hòa bình, tức là sửa soạn cho chiến tranh. Họ nói, thay vì họ nói rất là rõ ràng đi, Iran đã cố tình dùng ngôn ngữ gọi là tổng quát, tức là họ dùng cái nguyên tử trong vấn đề peaceful. Thì quý vị, cái ngôn ngữ này không được, tôi nói là ông Trump nói đúng, nó dùng cái ngôn ngữ rất là lem luốc này. Chẳng thà nó nói, ok, chúng tôi chỉ dùng nguyên tử trong vấn đề dân sự, tức là civil. Và chúng tôi sẽ không phát triển nguyên tử qua vấn đề quân sự, tức là military. Chẳng thà họ nói thẳng như vậy, thì không ai quan tâm cả. Đằng này họ dùng một cái chữ màu xám, peaceful. Làm thế nào để định nghĩa chữ peaceful này đây? Tức là chữ hòa, ôn hòa đây. Họ vẫn nói, ô, tôi gia tăng khả năng nguyên tử, về chương trình nguyên tử, về bom nguyên tử, cũng là trong mục đích hòa bình. Họ nói vậy thì làm sao chúng ta đỡ được? Do đó tại sao mà ông Trump, ông đã rời khỏi cái hiệp ước này đó quý vị? Là bởi vì những cái ngôn ngữ trong cái hiệp ước này nó chung chung và Iran có quyền lắc né. Chính điều này nó đã dẫn tới sự bế tắc trong các cuộc đối thoại về nguyên tử với giữa Iran và các cường quốc trên thế giới và Hoa Kỳ luôn. Mặc dù Hoa Kỳ và Iran không đối thoại trực tiếp mà gián tiếp qua những quốc gia quyền lực, trong đó có Anh, Pháp, Đức và Nga với Trung Quốc nha. Rồi cho Phong một giây. Rồi tiếp tục trở lại cái phần đọc comment của chúng ta. NATO rối quá, bởi vậy lúc trước cụ Tổng thống Trump đòi rút ra khỏi là đúng rồi. Thì nó rối là tại vì nó tới 30 quốc gia mà cái quy tắc của họ chỉ cần một quốc gia không đồng ý là không làm được gì hết. Thì bây giờ cả Phần Lan vẫn lẫn Thụy Điển muốn xin vào NATO, nhưng quốc gia phản đối lại là Thổ Nhĩ Kỳ. Thì bây giờ để coi John Stoltenberg làm sao thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ. Tại vì John Stoltenberg đã khẳng định đây là lo ngại chính đáng của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì còn lại Phần Lan và Thụy Điển sẽ có cái chính sách như thế nào đối với lực lượng người Kurd, những người mà đang tị nạn và sinh sống ở tại Thụy Điển và ở tại Phần Lan, mà trong đó tổng cộng 28 người
mà ông Tayyip Erdogan nói rằng muốn gia nhập thì phải dẫn độ 28 người đó về Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cái điều kiện của ông Tayyip Erdogan, và đồng thời xóa bỏ cái lệnh cấm bán vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Thì để coi xem coi NATO liệu có vượt qua được cái sự căng thẳng này hay không nha. Rồi tiếp tục, tình hình bầu bán Trung Cộng ngày càng nóng lên, Tập muốn nắm quyền đẩy lửa ra bên ngoài Đài Loan, sự lựa chọn của Tập. Có thể, nhưng mà tại vì cái hội nghị quốc phòng Savila này gần như vấn đề của Đài Loan đã phủ lấp toàn bộ cái chương trình nghị sự. Gần như là phía Nhật Bản lên tiếng cũng là nói về Đài Loan, phía Hoa Kỳ, phía Úc lên tiếng cũng nói về Đài Loan, rồi phía Trung Quốc lên tiếng cũng nói về Đài Loan. Có nghĩa là rồi ông Zelensky, người được gọi là guest star, tức là người được mời danh dự để tham gia vào cái diễn đàn này, thì cũng nhắc tới việc của Đài Loan. Thì quý vị, gần như vấn đề của Đài Loan đã bao trùm cả cái hội nghị quốc phòng Shangri-La. Và điều này cho thấy rằng nội bộ của Trung Quốc càng lúc càng có những cái vấn đề, và có khả năng là Bắc Kinh sẽ tấn công Đài Loan hoặc là toàn diện hoặc là một phần từ đây tới cuối năm nha. Rồi tiếp tục, liệu hai nước Trung Quốc và Nga hợp tác đánh Đài Loan và Nhật Bản, vì gần đây Trung Quốc và Nga đều có máy bay xâm nhập không vận nước khác. Có thể họ hợp tác về vấn đề quốc phòng, nhưng mà Nga thì không có lý do tấn công Đài Loan. Nga có lý do tranh chấp quốc phòng với lại và tranh chấp cái chủ quyền với lại phía của Nhật. Thì có thể đôi bên sẽ hợp tác, và thậm chí là có vai trò của Bắc Hàn nữa. Tại vì Bắc Hàn đang đóng vai trò hỗ trợ cho Nga. Mặc dù là Kim Jong-un không lên tiếng, nhưng rõ ràng từ đầu năm tới bây giờ, Kim Jong-un đã thử nghiệm liên tục các cái hỏa tiễn đạn đạo để phối hợp với việc Nga xâm lăng Ukraine, là điều mà chúng ta thấy rõ. Có thể là sẽ có sự liên minh giữa Bắc Hàn và của Nga, rồi của Nga và của Trung Quốc trong việc mà bắt đầu hoạt động ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thì quý vị, cái bộ phim của Á Châu Thái Bình Dương càng lúc càng hay. Tại vì Nga đã tuyên bố là sẽ bắt đầu có những cái hoạt động ở trên vùng biển này với lại phía của Trung Quốc. Ngược lại thì thủ tướng của Nhật Bản là ông Fumio Kishida thì đã dự cái hội nghị thượng đỉnh của NATO và đã mời gọi, và NATO cũng đã đồng ý là đưa các cái lực lượng quân sự của họ hiện diện ở khu vực Indo-Pacific. Có nghĩa là dần dần là cái hồ sơ của Á Châu Thái Bình Dương đã được mở rộng. Lúc trước chỉ là trong cái cục bộ của các quốc gia Á Châu. Bây giờ cả Nga lẫn cả liên minh NATO cũng bắt đầu involve vô luôn. Thì tôi nghĩ rằng là cái hồ sơ của Á Châu sẽ có một cái màu sắc khác, tức là nó trở thành vấn đề của quốc tế. Và nếu như vậy thì Bắc Kinh sẽ khó xử hơn. Tại vì Bắc Kinh sẽ khó chiếm được Đài Loan lắm, khi mà cộng đồng quốc tế đã bắt đầu chính thức có mặt ở tại Á Châu Thái Bình Dương nha. Rồi tiếp tục, bỏ xã hội chủ nghĩa tiến tới độc tài toàn trị, Nga hoàng đại đế Putin nó muốn nói như vậy. Dạ, đó là quý vị dùng chữ đại đế là bây giờ đúng nhất cho ông Putin. Tại vì ông ta không còn là một tổng thống dân cử nữa, mà ông ta trở thành một đại đế rồi. Tức là quyền lực tập trung hết vào tay của ông ta rồi. Thì coi như ông ta không còn cái xã hội dân chủ của nước Nga nữa. Thì cái này đúng, gọi ông ta là đại đế không sai. Tại vì chỉ có hoàng đế là chiếm quyền cai trị mà không cần bầu bán gì cả. Nha. Rồi, Nhật Bản lên tiếng như vậy chứng tỏ khả năng Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan xảy ra rất cao. Thì tôi nói với quý vị là tất cả những từ Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ cho tới Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật và kể cả Bộ trưởng Quốc phòng của Úc là họ đều nhấn mạnh tới vấn đề của Đài Loan. Có nghĩa là họ dựa trên các tin tức tình báo. Mà các tin tức tình báo này nó đã có những cái bài phân tích liên quan tới nội tình của Trung Quốc. Tức là họ dự đoán rằng Trung Quốc sẽ có những cái hành động đối với Đài Loan để mà chuyển tải cái sự chú ý ra bên ngoài khi mà nội bộ của họ tranh đấu quá gay gắt. Thì điều này có thể là Trung Quốc có thể sẽ có những cái cuộc gọi là bất ngờ. Bất ngờ tức là bây giờ thì chúng ta vẫn thấy rằng Tập Cận Bình đang chiếm diễn đàn và tiếp tục có khả năng trở thành lãnh đạo cái nhiệm kỳ kế tiếp. Nhưng mà tôi nói bất ngờ có nghĩa là sẽ có những cái xung đột mà nó xảy ra, mà những cái biến cố mà chúng ta không ngờ tới được nha. Rồi tiếp tục, khi nào mà Liên Hợp Quốc không thay đổi cái kiểu bỏ phiếu một phiếu chống hủy bỏ thì Liên Hợp Quốc mãi mãi bế tắc, nước nào cũng thao túng được, cựu tổng thống làm đúng khi muốn rút. Dạ,
Chính ra cái quy tắc này đó quý vị, nó phải có một cái thứ gọi là kềm chế. Tức là một quốc gia bỏ phiếu chống thì ok, nhưng nếu 2/3 lá phiếu ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà bỏ phiếu thuận thì coi như cái phiếu chống đó sẽ bị vô hiệu hóa. Thì nếu mà chúng ta đi theo cái quy tắc này thì có lẽ sẽ có nhiều nghị quyết ra được. Đằng này quý vị, chỉ cần một thành viên trong 5 thành viên thường trực mà phủ quyết thì coi như là không ra được một cái nghị quyết nào cả. Trước nay đó quý vị, những cái nghị quyết được thông qua thì Trung Quốc không bỏ phiếu ủng hộ, mà Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Họ bỏ phiếu trắng cho nên cái nghị quyết mà trừng phạt với Bắc Hàn, với Iran á, đã được thông qua là nhờ Trung Quốc, họ không muốn dính líu, họ bỏ phiếu trắng. Còn nếu mà họ bỏ phiếu chống thì coi như không có thông ra được. Và vừa rồi cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine là không thông qua được cái nghị quyết, mặc dù là 13 quốc gia trong số 15 quốc gia của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu lên án. Nhưng mà Nga và Trung Quốc phủ quyết thì nó vẫn không thành cái nghị quyết được. Cho nên cái quy tắc của Liên Hợp Quốc là bế tắc hoàn toàn. Bế tắc hoàn toàn nha. Rồi tiếp tục. Đảng Lao động của Úc bắt đầu hợp tác với Trung Cộng. Không biết sẽ biến nước Úc thành thế nào đây. Đó là hậu quả của việc bầu cánh tả lên. Không biết, nhưng mà ngày hôm nay là ông Marcus, tức là ông Bộ trưởng Quốc phòng của Úc, đã có buổi ăn tối bên lề cái hội nghị Shangri-La với lại phía của Ngụy Phụng Hòa. Và đôi bên nói rằng sẽ mở lại cái việc đóng băng các mối quan hệ trong 3 năm qua. Thì tôi chưa biết là sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì rõ ràng là Đảng Lao động của Úc đã bắt đầu có thái độ mềm dẻo hơn. Dạ. Nếu Trung Quốc đánh Đài Loan mà Mỹ lần cần thì còn Nhật, mà Nhật mà đối Trung Quốc thì cũng Mỹ cũng sẽ nhúng tay. Ok, thì đúng. Bây giờ nếu mà Joe Biden có lần cần không muốn đưa quân, mà khi Nhật nhúng vô rồi thì Joe Biden bắt buộc phải đưa quân. Lý do là tại vì cái hiệp ước quốc phòng và cái thỏa thuận sau năm 1945, hay nói đúng hơn là sau năm 1952, là no matter what, Hoa Kỳ phải bảo vệ cho an ninh quốc phòng của Nhật Bản. Sau khi mà người Nhật họ tự viết vào hiến pháp là không xen vào vấn đề quân sự bên ngoài, thì Hoa Kỳ đổi lại là Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ cho nước Nhật. Bây giờ Nhật có cuộc xung đột với lại Trung Quốc thì bắt buộc Hoa Kỳ phải xen vào. Joe Biden không có nhường được. Do đó cái cục diện của Đài Loan cuối cùng Mỹ cũng phải tham chiến trực tiếp. Mỹ cũng phải tham chiến trực tiếp là bởi vì nó rõ ràng. Đây là một trong những cái mà chúng ta thấy rất là rõ ràng nha. Rồi, như vậy Nhật Bản đã khẳng định vị thế đối với châu Á và sẵn sàng đối phó với Trung Cộng. Yes, ngày hôm nay là ông đã lên tiếng nói rất rõ ràng. Ông Nobuo Kishi, tức là ông Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản, ông đã phát biểu một cách rất rõ ràng ở Shangri-La. Nhật sẽ tăng cường khả năng quân sự để răn đe những quốc gia vi phạm luật quốc tế. Ông dùng cái chữ đó là quý vị, dùng chữ răn đe quý vị. Có nghĩa là Nhật sẵn sàng có thái độ quyết liệt hơn trong vấn đề quân sự. Nếu Bắc Kinh mà manh nha bắt đầu có những cái hành động gọi là trắng trợn hơn. Thì cái này là một cái thông điệp cứng rắn gửi cho Ngụy Phụng Hòa. Và có nghĩa là Nhật ra mặt bảo vệ Đài Loan tối đa rồi quý vị. Đặc biệt ngày hôm nay Zelensky, tổng thống của Ukraine, cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế là phải áp dụng những cái luật lệ để mà đối phó với việc Trung Quốc xâm lăng Đài Loan. Và ông nói rằng Ukraine chính là bài học và nên đánh trước khi mà nó xảy ra cuộc chiến. Tức là ông nói rằng là thế giới lừng khừng khiến cho Nga tấn công Ukraine. Và bây giờ cuộc chiến kéo dài trên 100 ngày. Ông kêu gọi thế giới là phải cản trở cuộc chiến, không để cho Trung Quốc tấn công Đài Loan. Tức là phải ra tay trước khi Trung Quốc tấn công Đài Loan. Và ông nói Ukraine là bài học cho cả cộng đồng quốc tế. Có nghĩa là đừng đợi Trung Quốc tấn công Đài Loan rồi mới nhảy vô cứu. Mà phải có thái độ trước khi Trung Quốc tấn công. Ông Zelensky ông nói như vậy đó các vị. Có nghĩa là chúng ta thấy rõ ràng là Đài Loan đang có một tư thế rất tốt. Gần như là họ đã chiếm luôn, mặc dù họ không có Bộ trưởng Quốc phòng tham dự. Nhưng họ đã chiếm luôn cả cái diễn đàn của Hội nghị Quốc phòng Shangri-La. 3 ngày nha. Rồi tiếp tục. Wow. Tố hết tiền Trung Quốc Nga bỏ bài, anh nghĩ Trung Quốc Nga có cửa không? Dân chừng nào nó mới hết tiền? Quý vị nghĩ rằng Trung Quốc chừng nào mới hết tiền? Khi quý vị nghĩ tới một kẻ như vậy mà quý vị, một quốc gia như vậy mà quý vị nói nó hết tiền đó, quý vị đợi 1.000 năm. Tại vì nó có cửa này cửa khác để nó có thể nó thu tiền được.
trừ khi là phong tỏa hết tất cả các cửa biên giới của nó. Còn ngày nào mà để cho cửa biên giới họ mở cửa thì tiền vẫn vô, thì làm sao hết tiền được? Quý vị muốn chờ cho Trung Quốc và Nga hết tiền, quý vị đợi 1.000 năm cũng không hết nữa. Nga vẫn xuất cảng, một ngày họ thu 800 triệu tiền bán xăng, bán năng lượng. Trung Quốc thì tất cả các cửa biên giới họ xuất cảng tràn ngập cả Á Châu, tiền vẫn vô như nước. Thì làm sao có chuyện mà Trung Quốc với Nga hết tiền đây? Nói tôi nghe đi. Trừ khi là phong tỏa toàn bộ. Nha. Rồi, tiếp tục. Phương Tây trả giá vì muốn UK tách khỏi Nga nhưng lại không muốn UK nhập vào NATO. Ukraine tách khỏi Nga nhưng không muốn Ukraine gia nhập vào liên minh NATO. Cũng đúng. Đây là cái giá, không phải là phương Tây, mà cái giá của các quốc gia Âu Châu. Quý vị cũng có thể gọi là Western country, tức là phía Tây của Âu Châu. Tại sao gọi là phương Tây? Là vì nó là phía Tây của Âu Châu. Thì những quốc gia ở phía Tây của Âu Châu phải trả giá. Và tôi chưa biết cuộc chiến này như thế nào, nhưng ngày hôm qua Nga tuyên bố là bắn sập tất cả cái hệ thống vận chuyển vũ khí của Hoa Kỳ và của Âu Châu cho phía của Ukraine. Điều này báo hiệu là Nga sẵn sàng mở rộng cuộc chiến đó. Nga sẵn sàng mở rộng các mục tiêu tấn công đó quý vị. Lúc trước họ chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự của lực lượng Ukraine thôi, và một phần nào đó trong vấn đề dân sự. Nhưng bây giờ họ nhắm luôn vào mục tiêu của các cái vận chuyển vũ khí luôn. Họ mở rộng mục tiêu tấn công rồi quý vị nha. Rồi tiếp tục. Ok. Anh có nghĩ lính Nga bất mãn Putin sẵn sàng bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ NATO để Mỹ và đồng minh tấn công lật đổ chế độ của ông ta không? Đó là suy nghĩ của em. Tại vì lính Nga bây giờ gần như là tuyệt đối trung thành với Putin. Có một số tướng lãnh bị sa thải và bị giam lỏng rồi. Gần như bây giờ lính Nga họ chỉ có một hướng đi. Nếu không là sinh mạng của cả gia đình họ có nguy hiểm. Sinh mạng cả gia đình của họ, không phải chỉ có cá nhân họ không, mà cả gia đình của họ cũng sẽ có nguy hiểm nếu như họ có hành động đi ngược lại với Putin. Do đó, cái suy đoán của em khó xảy ra lắm. Ok. Rồi, liệu những quốc gia châu Phi lệ thuộc Trung Quốc họ có cùng tham chiến khi chiến tranh Trung Quốc và đã? Tôi không biết, nhưng mà Trung Quốc đã thống trị giới trẻ. Cái bản nghiên cứu này là cái bản nghiên cứu mới nhất dựa trên 4.000 mấy người trẻ ở mười mấy nước ở Phi Châu. Họ nói rằng là Trung Quốc có tác động tích cực tới đời sống của họ. Và lần đầu tiên con số này lên tới 76%. Hoa Kỳ chỉ được có 72% thôi. Có nghĩa là mức ảnh hưởng của Trung Quốc đã thống trị ở Phi Châu. Và tại sao Trung Quốc phải thống trị Phi Châu? Thứ nhất, Trung Quốc có một cái lượng nhân công rất rẻ ở đây. Rẻ hơn cả ở Trung Quốc nữa. Thứ hai, mảnh đất Phi Châu là cái mảnh đất gần như là vô luật pháp. Một số quốc gia vẫn là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng những quốc gia còn lại rơi vào nội chiến rất nhiều. Và những quốc gia nào rơi vào nội chiến đều là mối làm ăn lớn của Trung Quốc hết. Đều là mối làm ăn lớn của Trung Quốc hết. Quý vị nên nhớ tôi đã từng nói trong cách đây khoảng 1 năm, 2 năm. Phi Châu là nơi kiếm tiền nhiều nhất của lực lượng PLA và quân đội Cộng sản Việt Nam. Bởi vì sao quý vị? Các cái cuộc giao tranh ở Phi Châu hầu hết đều mua đạn, mà đạn AK đó là nhập từ gốc là từ Trung Quốc, nhưng thông qua trung gian là Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam. Bộ Cộng sản Việt Nam mỗi một tháng họ không biết bao nhiêu tỷ Mỹ kim tiền đạn họ chuyển qua bên Phi Châu đó quý vị. Ok, và đạn đó là xuất phát từ Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam là quốc gia thứ ba xuất cảng đạn dược qua Phi Châu cho các cuộc giao tranh tại đây. Đa số giờ quý vị thấy là những cuộc giao tranh tại đây họ dùng súng AK không à. Ít khi nào quý vị thấy họ sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ, của Pháp hay là của Do Thái lắm. Họ dùng toàn là AK, mà AK đó là từ Trung Quốc và từ Nga. Thì AK là cái súng thôi, nhưng mà băng đạn thì hầu hết đạn họ sử dụng là đạn Trung Quốc. Và Cộng sản Việt Nam á, Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam kiếm cả tỷ Mỹ kim mỗi một năm á, là nhờ xuất cảng đạn đó quý vị. Họ mua thiếu của Trung Quốc xong họ xuất cảng qua bên Phi Châu luôn đó. Tại vì Trung Quốc không ra mặt xuất cảng được. Trung Quốc mà ra mặt xuất cảng vũ khí là phải báo ở trên cái Liên Hiệp Quốc. Tại vì họ là những quốc gia sản xuất vũ khí. Thì họ có cái hiệp ước là họ sản xuất vũ khí, họ bán cho quốc gia nào, họ phải thông báo. Do đó Trung Quốc
bán đạn dược nhưng mà không thông báo, là bởi vì họ không bán cho những quốc gia ở Phi Châu trực tiếp, họ đi qua cái gián tiếp là cái Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đó nha, rất là rõ ràng. Cho nên là quý vị, khu vực Phi Châu này ảnh hưởng của Trung Quốc và điều này rất nguy hiểm, bởi vì Phi Châu là cái nơi có những cái khoáng mỏ đang được khai thác và có một số khoáng mỏ đóng nó đóng vai trò quan trọng trong cái nguyên liệu trong thời gian tới, nguyên liệu về chất lithium để chế tạo bình điện nè, nguyên liệu về kim loại nè, rồi nguyên liệu về các cái chất bán dẫn nè, một phần cũng nằm ở trong đó luôn. Do đó nếu mà Trung Quốc thống trị tất cả những khoáng mỏ này thì Âu Châu kẹt và những quốc gia cạnh tranh như Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng kẹt luôn. Tại vì họ có kỹ thuật cao, họ sở hữu bản quyền trí tuệ, nhưng mà nguyên liệu ở đâu? Nguyên liệu ở đâu? Và quý vị, khai thác khoáng mỏ ở tại Phi Châu là sự cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc và Úc. Úc là một trong những quốc gia đứng đầu về khai thác khoáng mỏ. Họ cạnh tranh với Trung Quốc ở tại thị trường này. Hoa Kỳ lại không đi về ngành khoáng mỏ nhiều. Hoa Kỳ lại không khai thác về ngành khoáng mỏ nhiều bằng Úc. Do đó quý vị, bây giờ Trung Quốc thống trị Phi Châu là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục. Nếu Ukraine đầu hàng Nga thì Âu Châu và Hoa Kỳ ảnh hưởng không? Thứ nhất là làm sao quý vị dám tiên đoán là Ukraine sẽ đầu hàng? Cho tới giờ phút này tôi thấy cái sức chiến đấu của người dân Ukraine rất mãnh liệt. Họ sẽ không đầu hàng. Họ sẽ không đầu hàng bởi vì chính ông Zelensky biết đầu hàng thì có nghĩa là mất trắng tất cả. Ukraine sẽ không đầu hàng. Do đó mà nếu Ukraine bị Nga thôn tính bằng vũ lực, đẩy Zelensky từ một vị tổng thống trở thành quân kháng chiến, thì lúc đó đám Âu Châu sẽ phải đối diện với cái sự bành trướng của Nga. Không chỉ là ở Ukraine mà các quốc gia của NATO ở khu vực phía đông Âu Châu sẽ trở thành một cái tiềm năng nguy hiểm bị Nga tấn công, trong đó có Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan là những quốc gia sẽ phải đối diện với sự đe dọa của Nga nha. Rồi tiếp tục, Zelensky cấm vận Putin có nghĩa là không còn đường cho Putin ngoại giao, nghĩa là Ukraine đã chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài. Ông đã ban lệnh cấm vận này có nghĩa là sẵn sàng đối đầu. Và đối đầu cho tới bây giờ, cho tới cái hơi thở cuối cùng luôn. Để xem cuộc chiến này nó sẽ mở rộng hay nó sẽ kéo dài như thế nào. Tôi thì tôi dự đoán là cuộc chiến này nó còn kéo dài tới năm tới, vài ba năm nữa. Lần này nó không giống như trận Crimea, nó kết thúc nhanh chóng và Nga sáp nhập Crimea. Lần này tại vì toàn lãnh thổ của Ukraine thì nó là một cái bài toán phức tạp hơn so với lại năm 2014 với cái Crimea nha. Rồi, Trung Quốc thu mua khá nhiều lương thực, chú nghĩ người Việt trong nước có nên trữ lương thực thực phẩm không? Không phải người Việt mà là cái đó là trách nhiệm của kẻ cai trị và trách nhiệm của chính phủ. Trách nhiệm của chính phủ là phải tăng cường cái kho dự trữ để bảo đảm an toàn lương thực cho xã hội mình quản trị. Đó là bất kỳ một chính phủ nào cũng sẽ làm. Nhưng mà cộng sản thì ngược lại, nó lợi dụng lúc mà thế giới thiếu lương thực, nó xuất cảng cho một đống để nó con để nó hốt tiền vào. Thì quý vị, hốt tiền vào giai đoạn này, nhưng mà người dân Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng thiếu lương thực và giá cả lương thực tại Việt Nam sẽ tăng vọt lên. Quý vị, xảy ra cái tình trạng mà khủng hoảng về lương thực, các quốc gia đều ban hành cái luật lệ chính sách để bảo vệ cái nguồn lương thực của mình. Thì cộng sản làm ngược lại. Nó lo xuất cảng, nó còn khoe là nó xuất cảng được nhiều nữa. Quý vị, đây chính là cái mà trục lợi trong lúc thế giới khó khăn, mà trục lợi nhất thời này nó gây tới một cái thảm họa cho cả một dân tộc. Là đến năm tới thì không còn đủ lương thực, Việt Nam phải nhập cảng ngược lại lương thực, lúc đó giá trên trời luôn. Lúc đó giá cả trên trời luôn. Rồi lỡ như bây giờ sắp sửa từ đây cho tới cuối năm, các vụ mùa không được như ý, mưa lụt nhiều hay là phá hoại mùa màng nhiều, thì quý vị lúc đó không thu, không có đầy đủ những cái nguồn gọi là vụ mùa, thì lúc đó lương thực bị thiếu rồi sao? Thay vì tăng cường cái kho dự trữ lại không tăng cường, lại đi xuất kho bán ra bên ngoài. Không có một lãnh đạo trên thế giới nào mà ta khùng như vậy hết. Người ta khùng tới mức mà đi đem cái lương thực của mình đi bán ra rồi chính mình không có đồ ăn. Nha. Rồi tiếp tục. Ok, nếu vừa rồi đảng bảo thủ loại Boris Johnson thành công, có lẽ tình hình Đài Loan sẽ khác, thủ tướng mới sẽ không nhu nhược như ở Trung Cộng. Tôi cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc
là kỳ rồi ông ta đã thoát được cái cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ông ta đã thoát được nhờ cái chủ trương Brexit cứng rắn của ông ta. Ông ta cứng rắn về Brexit, tức là anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, sẵn sàng có luôn cái cuộc đối đầu về chiến tranh mậu dịch. Nhưng mà ông ta lại rất hèn với Trung Quốc, tôi phải nói là rất hèn với Trung Quốc. Cho tới giờ phút này không dám đưa ra một cái quyết định nào. Ngay cả bây giờ sắp sửa nè quý vị, một tây tháng 7 sắp tới là đánh dấu ngày kỷ niệm trao trả Hồng Kông nè. Lạng quạng ông ta lại kiss up Trung Quốc, lại bay tới Hồng Kông để mà chứng kiến lại cái cảnh Hồng Kông được thay đổi sau khi được Trung Quốc trao trả. Lạng quạng ông ta một tây tháng 7 ông ta bất ngờ bay tới Hồng Kông luôn nữa. Lúc đó mình còn đổ mình còn bật ngửa hơn nữa. Ông này quý vị, ông cứng rắn với đồng minh nhưng mà ông lại mềm dẻo với kẻ thù. Bây giờ cuộc đời của ông, tôi nghĩ rằng ông Boris Johnson bây giờ chỉ bằng mọi giá là ông ta chỉ muốn lật đổ Putin của nước Nga thôi. Bây giờ tất cả các hoạt động của ông ta bây giờ đều nhắm vào Nga hết. Trong khi Trung Quốc là cái nỗi thống trị đe dọa trực tiếp tới nước Anh. Ông ta không lo tới, mà ông ta lo tới nước Nga. Bây giờ quý vị, ông Boris Johnson là ông tập trung vào đối phó Putin không à? Nha. Rồi tiếp tục. Tụi nó bán lương thực ra ngoài để có giá cao và khi mua của dân dự trữ với giá bè bèo. Nó không có mua của dân gì dự trữ, nó mua của bao nhiêu nó bán hết bấy nhiêu rồi. Và đặc biệt là nó xuất cảng qua Trung Quốc rất nhiều. Thì quý vị, cuối cùng tới năm tới, khi mà cái cơn khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới bắt đầu trầm trọng hơn, thì lúc đó quý vị, nó cũng cạn kiệt nguồn lương thực luôn. Rồi lúc đó phải nhập cảng và đi giành giật nhập cảng lại. Đó quý vị, ngày hôm nay á, ngày cuối tuần rồi á, tôi thấy cái báo nào trong Việt Nam đăng á, là Việt Nam phải nhập cảng gạo từ Campuchia rồi. Ủa gì kỳ vậy? Một quốc gia từng là vựa lúa của Đông Nam Á, cung cấp nguồn gạo cho cả Đông Nam Á, bây giờ phải đi nhập cảng lại ngược lại từ từ Campuchia là sao? Nhập cảng gạo ngược lại từ Campuchia. Quý vị, điều này rất nguy hiểm. Tôi đã nói rồi, xã hội mà thiếu an toàn về lương thực và thiếu an toàn về năng lượng thì cái xã hội đó khá nguy hiểm. Khá nguy hiểm, tức là nó sẽ dẫn tới tình trạng đổ nát và gần như là tiền sẽ mất giá luôn. Lạm phát sẽ tăng cao chưa từng có. Nha. Rồi tiếp tục Taiwan sẽ không như Ukraine, Trung Cộng tấn công Taiwan sẽ cho vài cả vô Bắc Kinh là cho thành dịch quay. Cũng chả biết được nữa, bây giờ Đài Loan có khả năng phòng thủ, nhưng khả năng tấn công thì chúng ta chưa biết. Về khả năng phòng thủ, họ đã được Hoa Kỳ trang bị rất nhiều. Còn khả năng tấn công của họ thì tôi không biết. Tại vì quý vị thấy không, ngay cả ông Joe Biden, ông cung cấp trọng pháo cho Ukraine, ông cũng đặt điều kiện trước là Ukraine không được bắn trọng pháo vào lãnh thổ của Nga, giữa lúc Nga đang xâm lăng Ukraine. Thì cái cách hay nhất của phòng thủ là tấn công vào lãnh thổ của đối phương để buộc đối phương rút quân. Bây giờ ông không cho Ukraine tấn công vào là bắn trọng pháo vào lãnh thổ của Nga. Vậy thì quý vị, những vũ khí của Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan, liệu Joe Biden có cho phép Đài Loan tấn công vào trong thềm lục địa hay không? Câu hỏi này quý vị phải tự trả lời. Đúng chưa? Bây giờ nhìn ở Ukraine á, ổng đồng ý công cung cấp trọng pháo tầm xa cho Ukraine. Nhưng với điều kiện đó, thì bây giờ quý vị đặt ngược lại trường hợp của Đài Loan. Ông ta có đặt điều kiện tương tự như vậy với Trung Quốc hay không? Do đó quý vị, vẫn nhiều có đề vấn đề là lần này Nhật tuyên bố như vậy là tôi thấy cái hồ sơ của Đài Loan đã được bảo đảm ít nhất là 40% rồi. Tại vì nếu có sự có mặt của người Nhật, Trung Quốc sẽ phải vỗ tay rất là nhiều. Trung Quốc xưa nay rất kỳ Nhật Bản nha. Rồi ok. Ok. Theo em Đài Loan còn hay mất là do Hoa Kỳ thôi. Nếu mà là dưới đời tổng thống mạnh mẽ thì tôi nghĩ rằng cái chính sách bảo vệ Đài Loan sẽ rõ nét hơn. Thậm chí là tháo gỡ luôn cái One China Policy. Nhưng dưới thời Joe Biden thì tôi thật sự tôi không biết cái chính sách của ông ta. Lúc đực lúc cái. Mà lúc đực lúc cái này thì nhiều người thì nói là tại vì là làm cho Trung Quốc bị tung quả mù. Nhưng không có, vì Trung Quốc không có bị tung quả mù. Mà ngược lại bị tung quả mù chính là những quốc gia láng giềng của Đài Loan và những quốc gia Đông Nam Á. Họ sẽ không biết được chính sách này ra sao.
Lúc đó quý vị họ đâu có tin tưởng Hoa Kỳ. Còn nói là tung quả mù để Hoa Kỳ, để Trung Quốc không biết đường đâu mà rờ. Nó, Bắc Kinh nó rất là rõ ràng. Tại Bắc Kinh là đối thủ và là cái quốc gia trực tiếp đe dọa tới Đài Loan. Còn những quốc gia bị rối mù và bị hỏa mù bây giờ bởi cái chính sách này của Joe Biden chính là những quốc gia Á Châu chứ không phải là Trung Quốc. Cái chính sách không được rõ ràng. Do đó bây giờ cái cần thiết là phải rõ ràng. Nhưng mà bây giờ tôi cũng thấy là cái hồ sơ Đài Loan là tạm thời ok, là bởi vì có Nhật lên tiếng. Mà Nhật đã lên tiếng rồi thì Bắc Kinh phải cẩn thận nha. Rồi tiếp tục. Ok, ok, vậy là tàu cứ đánh chú Biden chơi gì đây? Đất Đài Loan mất Trung Quốc cứ đánh. Chưa biết được. Tại vì sao? Khi Đài Loan bị tấn công thì Nhật sẽ xen vào. Mà Nhật xen vào thì Hoa Kỳ đứng ngoài không được. Do đó quý vị, nó có một cái mối liên hệ dây chuyền cỡ đó rồi. Có điều là chúng ta chưa biết được sẽ đến tình trạng như thế nào. Nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người vào buổi sáng ngày hôm nay trong cái ý kiến của quý vị trong phần tin tổng hợp. Và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.